Hà Nội tạm dừng hoạt động văn hóa giải trí tưởng niệm 56 nạn nhân sau vụ chung cư mini bị bà Họa ghé thăm. Thời gian tạm dừng các hoạt động này từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt tổ chức một phút mặc niệm nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 9. Diễn biến sự việc thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Để chia sẻ sự mất mát của các gia đình có nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa có yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn tổ chức. Thời gian tạm dừng các hoạt động này từ ngày 14 tháng 9 đến hết ngày 17 tháng 9. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt tổ chức một phút mặc niệm nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 9, thứ Hai. Tại hiện trường vụ cháy, khung cảnh tang hoang, hàng loạt xe máy bị cháy đen khiến những người chứng kiến nghẹn lòng. Không chỉ người dân từ các nơi trên thành phố, nhiều nhân viên văn phòng trên địa bàn cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thắp nén hương tiễn biệt các nạn nhân xấu số. Như đã đưa tin trước đó, đêm ngày 12 tháng 9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29-70, phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m², cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Đến tối ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39 trên 56 người tử vong. Sau vụ cháy xảy ra, cơ quan ban ngành chính quyền thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các sở ngành liên quan và quận Thanh Xuân đang phối hợp nỗ lực hỗ trợ ở mức cao nhất đối với các hộ gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini nói trên. Sự việc đau lòng này là nỗi buồn chung của người dân Hà Nội cũng như cả nước. Mọi người đều hướng về và mong muốn được san sẻ phần nào nỗi mất mát quá lớn của các nạn nhân và người thân trong vụ cháy thảm khốc. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.